nó chia sẻ với cả nhà là bác sĩ vừa mới thực hiện xong một cái ca sửa mí cũng khá là phức tạp trên cái nền. Bạn này đã từng cắt hai nhấn mí một lần và cắt mí một lần, và nguyên bản thì một mắt bạn ấy có nhược cơ hai bên nó không đều. Hôm nay bác sĩ làm gì? Gỡ dính sẹo cũ này, chỉnh cơ thêm này và cấy bù mỡ trên những cái nền mà đã can thiệp nhiều lần và có cái bệnh lý bẩm sinh thì thường là những cái biên độ vận động của cơ mi nó rất là hạn chế. Chúng ta cùng xem cái kết quả đó, vừa mới thực hiện xong. Ngay nhìn thẳng lên nhé. Đó, vừa mới thực hiện xong thì có một chút cái sưng nề, tuy nhiên thì em nhìn lên giúp anh thì một chút cái sưng nề vì mí sửa nên cái mức độ thuốc tê cũng nhiều hơn. Nhưng chúng ta thấy là cái sự tươi tắn trong mắt nó cân đối hơn. Đó, thì vừa mới thực hiện xong thì nó còn một chút sưng nề, mai ngày kia có thể nó sẽ sưng hơn nữa. Đây, cái bên này mình chỉnh nhiều hơn. Đó, của bạn thì có cái đặc điểm đó là bên phải thì mức độ nặng hơn, nhược mức độ nặng hơn, bác sĩ đã chỉnh nhiều hơn, can thiệp nhiều hơn. Thì sau đây thì các bạn ấy sẽ cho chườm mát này, rồi em về nhà em chăm sóc tích cực theo cái hướng dẫn của bên anh nhé. Và cái đặc biệt nữa này, bác sĩ chia sẻ và kiên trì chờ đợi thời gian để cho nó bình phục, mấy ngày nữa là có thể sẽ sưng nhiều. Thời gian sưng có nhiều trường hợp là sưng mà mắt không được. Đó, tùy từng người thôi, cũng có người thì nó nhẹ nhàng hơn, nhưng mà cái mức độ mình lại mình can thiệp nhiều thì có thể là sẽ sưng, cũng sẽ sưng nhiều hơn. Nên cứ chăm sóc, hướng dẫn, uống thuốc thì các bạn sẽ, nhân viên của anh sẽ theo dõi hàng ngày, mình gửi ảnh cho các bạn đi xem. Chủ yếu là sưng nề, bên này có thể sẽ sưng nề nhiều hơn. Còn về kết quả bình phục thì chúng ta cũng nên chờ sau khoảng 3 tháng, khi mà cái tình trạng mô sẹo và tình trạng sưng nề nó sẽ giảm đi nhiều rồi. Thì với những mí bình thường thì có thể tầm 2-3 tháng, từ mình thì có thể ngoài 3 tháng, 3-4 tháng nhé. Sẹo đấy cũng phải mềm mại nữa. Đo hơi hơi một chút đúng không? Rồi, chúng ta cùng xem lại cái sự thay đổi của bạn ấy nha. Đây một cái ca khá là phức tạp, thật sự. Cái ca khá là phức tạp và bác sĩ cũng phải cố gắng hết sức mong rằng bạn ấy sẽ có bình phục tốt. Chúc em sẽ bình phục tốt và có cái kết quả tốt nhất nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ bác sĩ. Hẹn gặp lại mọi người chia sẻ tiếp theo.